Tức là nhiều khi cái loét dạ dày chính là cái biểu hiện loét của ung thư. Chúng ta biết ở ung thư dạ dày nó sẽ có ba cái thể loại về giải phẫu bệnh, về mặt đại thể, có thể biểu hiện như loét, có thể như là một cái u xùi, và có thể như là một cái thể thâm nhiễm, tức là nó nhiễm cứng đi nha các bạn. Chú ý giùm cái này. Về điều trị, thứ nhất chúng ta coi các phương pháp không dùng thuốc là tránh những thức ăn gây ra triệu chứng khó tiêu. Thực sự ra về y học chứng cứ thì thức ăn không có liên quan đến di tiến trình bệnh cũng như là tăng hay giảm, tức là không có can thiệp vô quá trình điều trị hay là tiến trình của cái lét này hết. Nhưng mà do cái quan niệm ngàn đời của mình từ xưa giờ rồi ha, cái bệnh do tiêu hóa thì nên ăn uống nó dễ tiêu rồi cái gì một chút ha, người ta bị gì rồi. Nhưng mà mình cứ khuyên người ta đã ta bị lét rồi, ta cứ khuyên muốn ăn gì ăn thì có chừng người ta lại nghĩ đến cái thái độ tiêu cực khác, tức là chắc là bó tay rồi, muốn ăn cái gì ăn đây. Cho nên chúng ta cũng phải coi chừng, tránh giải thích như thế nào, cứ cuốn theo chúng ta, tức là những thức ăn dễ tiêu, ít gia vị ha, hoặc thức ăn kích thích như là chua cay sa tế ha, ăn rọt cái. Rồi cái thứ hai để lành đó là ta phải tạm ngừng cái hút thuốc lá để cho cái quá trình lành nó sẽ được thuận lợi hơn. Rồi về rượu, thực sự ra phải dùng với số lượng lớn nó mới gây ra, nhưng mà thường nó gây ra viêm thì là chủ yếu. Nếu các bạn nhớ lại trong cái bài viêm dạ dày, chúng ta sẽ thấy rằng viêm nó sẽ chiếm ưu thế, viêm cấp tính chứ không phải là gây ra loét. Rồi cái thuốc NSAID và thuốc aspirin nên tránh khi có thể. Tuy nhiên có một số bệnh chúng ta không thể nào bỏ thuốc được, ví dụ như là bệnh nhân đang bị lupus ban đỏ, bệnh nhân đang bị một cái viêm khớp và dạng miễn dịch, ví dụ viêm khớp dạng thấp, viêm khớp của cứng khớp ví dụ như vậy, hoặc là hội chứng thận hư, hoặc là các cái bệnh mà cần phải duy trì cái corticoid ha, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ phải dùng thôi ha. Nếu nó không có bằng chứng đang trả máy cấp, tức là cái Forex khi soi ra nó sẽ ở mức độ 2B, 2C hoặc là ở 3, thì chúng ta có thể dùng kết hợp. Mà khi dùng những cái thuốc này thì chúng ta luôn luôn ta phải kèm theo theo các cái PPI và anti-H2. À, các bạn nhớ dùm cái chuyện này. Rồi về nội khoa, ta thấy là bất kể nguyên nhân gì, ức chế tiết axit, tức anti-secretin là thuốc đặc hiệu để trị cho peptic ulcer disease, tức là bệnh loét của dạ dày tá tràng. Nếu loét dạ dày thì thời gian điều trị là 12 tuần. Còn loét của tá tràng thì cái thời gian điều trị chúng ta chỉ có 8 tuần. Rồi bây giờ viêm thì sao? Viêm thì chỉ còn có 4 đến 6 tuần. Các bạn ghi nhớ dùng cái thời gian này ha. Rồi, ví dụ như một cái bệnh nhân này bị một cái loét của tá tràng mà có HP thì chúng ta phải tiệt trừ HP hết 2 tuần. Như vậy thì trong 2 tuần diệt trừ HP đó, chúng ta lại có PPI rồi ha. Ta có PPI, ta đánh 2 tuần rồi. Như vậy chúng ta sẽ còn tiếp tục điều trị thêm 6 tuần, 6 tuần PPI nữa. Các bạn nhớ giùm cái này ha. Rồi. Đây là các cái thuốc để mà trị của viêm hay là loét ha. Thứ nhất là nhóm đầu tiên hết là nhóm mà ức chế tiết axit. Nhóm thứ hai là cái nhóm người ta gọi là bảo vệ niêm mạc dạ dày ha. Thật ra chả có bảo vệ gì đâu nha. Tại cái đặt ra cho nó thấy nó hoành tráng vậy thôi. Còn cái thuốc mà ức chế axit này thì nhóm đầu tiên là antacid hết sức cổ điển các bạn ha, hết sức là cổ điển. Nhưng mà dùng cái này nó hơi cho phức tạp, là chúng ta phải uống nhiều cữ trong ngày. Tại vì nguyên tắc của antacid chính là gì? Nó là trung hòa các cái axit dư sau ăn. Như vậy thì nó phải uống được sau ăn, tức là gồm có 1 giờ và 3 giờ sau mỗi bữa ăn, và 1 giờ trước khi đi ngủ, và một liều trước khi đi ngủ nha. Như vậy nếu sử dụng antacid không, chúng ta sẽ thấy ta sẽ xài ít nhất 7 lần trong ngày,
Tức là nếu người này ăn ba cử sáng, trưa, chiều, ha, chúng ta thấy cái phiền này không? Cậu mà ngồi mà cứ canh giờ uống thuốc không cũng mệt mỏi rồi, ha các bạn ha. Cho nên cái vai trò của antacid càng ngày càng ít. Nếu có thì nó cũng sẽ được uống kèm theo các cái thuốc kháng axit khác. Ví dụ như anti-H2 hoặc là của ức chế bơm proton. Rồi ta qua nhóm thứ hai. Vậy thì antacid, cái lợi của nó là bán rất là đại trà ở bên ngoài. Điều mà chúng ta phải uống là uống phải cho đủ liều, tức là ít nhất 6 liều sau mỗi bữa ăn, tức là 1 giờ và 3 giờ sau ăn. Ví dụ như 7 giờ chúng ta ăn sáng thì 8 giờ chúng ta uống và 10 giờ chúng ta uống. À, nhớ giờ nó không uống nhức đầu rồi, và một liều trước khi đi ngủ, tức là 7 lần. Đối với lại nhóm anti-H2, tức là kháng cái thụ thể H2 đây, thì gồm có nhiều nhiều cái, hiện giờ chúng ta sẽ thấy là gì, càng ngày càng ít đi ha, càng ngày ít đi, tại vì ức chế bơm proton thực chất trong cái tế bào thành chúng ta sẽ thấy là nó cũng phải qua trung gian ha, để rồi sau đó nó là cái một cái thụ thể mà nó cũng phải, cái tín hiệu thứ hai cũng đi qua cái ức chế bơm proton thôi. Cho nên hiện giờ ứng dụng của nó hoặc là sự mua trên thị trường càng ngày càng hiếm thì cái này các bạn thấy rồi, là nó cũng đã có từ rất lâu rồi ha. Thì cimetidine thập niên 80 đến giờ ranitidine, famotidine ha. Giờ ta thấy chúng ta sẽ rất kiếm rất là thấy khó, quả trừ chúng ta sẽ thấy famotidine còn rải rác xuất hiện một số cái hiệu thuốc, số cái pharmacy, cái nhà thuốc về dược của Việt Nam mình còn sản xuất, còn ở phương Tây chắc là ta bỏ. Rồi cái nhóm mà dùng đại trà chính là nhóm bơm proton, ức chế tiết rất là mạnh ha. Chúng ta sẽ thấy nó gồm có rất càng nhiều chế phẩm, và càng ngày nó còn có thêm những cái thuốc đang trong vòng nghiên cứu, tức là ức chế chỉ có nhánh nhánh H cộng thôi, nó không có tác động gì đến cái K cộng hết ha. Hiện giờ cũng đang trong nghiên cứu. Thì chúng ta sẽ gồm có đời đầu là omeprazole, lanzoprazole, rabepentoesso hoặc là the lanzoprazole, với cái liều hàng ngày nó như vậy. Các bạn nhớ giùm, đây là liều chúng ta để trị loét thôi nha. Và PPI chúng ta sẽ thấy dùng cho mỗi một lần duy nhất, đặc biệt vào lúc sáng. Tại vì chính uống lúc sáng sớm thì hoạt độ sinh học nó sẽ lên được cao nhất. Còn tại sao vậy? Đó là một cái hiện tượng ta thấy ha. Rồi, rồi các cái thuốc mà để gọi là ức chế bảo vệ niêm mạc của dạ dày thì gồm có sucralfate, ha, misoproton, tức là cái prostaglandin analog, loại để mà kháng cái prostaglandin này nè, BG, cái BG này nó sẽ kích thích, nó sẽ tiết ra nhiều các tế bào nhầy, ha, khi mà tăng quá mức thì có thể gây ra tiêu chảy rất nhiều, hoặc là hợp chất nó chứa cái bismuth, ha. Chứa chất bismuth nó có rất là nhiều các cái muối, trong đó chỉ có bismuth succinate là an toàn nhất rồi nha các bạn. Còn succinate hàng loạt các cái muối khác chúng ta coi chừng, nó có thể độc thận hoặc là ngưỡng của thận, hoặc là thể độc cho tai đấy. Nên các bạn chú ý giùm. Cũng may mắn là cái bismuth này nó lại có cái gì, có tác dụng diệt trừ HV nữa ha. Cho nên cái bismuth này, những hợp chất bismuth này đã được sùng bái là ha. Trước đây người ta dùng để uống giống như chất đơn trị như antacid thôi, nhưng mà khi từ năm 90 phát hiện ra còn HB thì vai trò của nó được được thổi phồng trở lên, và hiện giờ điều trị đơn độc bằng nó cũng được sử dụng khá nhiều của các cái bác sĩ đấy. Đây là các bác. Rồi. Khi mà nó
nội khoa hoặc là điều trị không dùng thuốc không có hiệu quả, thì hoặc là sự xuất hiện của biến chứng thì chắc là chúng ta sẽ can thiệp bằng ngoại khoa. Thì cái chọn lựa phẫu thuật này các bạn sẽ được học kỹ hơn của bên LAT trong cái điều trị LAT của bên bên ngoại khoa, thì nó phụ thuộc vào vị trí của LAT và cái phẫu thuật lỗi gì nó sẽ dẫn đến các cái biến chứng đi kèm của nó hết. Nha. Cái này các bạn sẽ được học kỹ hơn. Nói chung lại, thường chỉ đến nghĩ đến ngoại khoa khi có biến chứng thủng loét ha hay gì đó, và cái lựa chọn phẫu thuật này là vị trí ổ loét nằm ở đâu, dạ dày hay là tá tràng, nằm bờ cong nhỏ bụng lớn ha, ở ở phần thăng vị hay là của vùng hang môn vị, thì ta sẽ có kỹ thuật khác nhau. Về tuyệt trừ HP, tôi xin nhắc lại, các bạn sẽ thấy một cái hướng dẫn guideline về 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 tuyệt trừ HP này, mỗi ngày mỗi năm nó được cập nhật lên rất là nhiều, ở thậm chí nó được ở cấp quốc tế, tức là ở WHO, hoặc cấp ở cái hiệp hội tiêu hóa, cấp ở châu lục, hoặc cấp ở ở châu lục, ví dụ như châu Âu, châu Mỹ, châu Á, Thái Bình Dương, và thậm chí ở từng quốc gia nó cũng sẽ có những cái công thức ha. Cho nên các bạn theo 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 tôi thấy vậy, các bạn chỉ nên nhập gia tùy tục, nếu chúng ta về về ở một cái đơn vị công tác nào đó thì chúng ta chắc chắn mỗi cái đơn vị công tác sẽ có một cái phác đồ, và cái phác đồ đó nó phù hợp hơn là so với, trong đây là textbook tôi ghi theo trường phái của Mỹ, tức là tôi lấy từ trong Washington ra ha. Rồi, tức là BPI thì sử dụng phải gấp đôi liều chuẩn. Gấp đôi liều chuẩn là gì? Nãy chúng ta thấy nè, đây là liều chuẩn, nó là điều gì? Uống dễ một lần thôi. Nhưng mà khi tuyệt trừ thì chúng ta sẽ dùng hai cử. Để chi vậy? Để chúng ta ức chế tiết axit tốt thôi. Và luôn luôn ta sẽ kèm theo ít nhất hai kháng sinh nữa các bạn ha, đó là cái phác đồ của nó. Thì đây là một cái hiệp hội tiêu hóa của Hoa Kỳ nha, người ta sẽ đưa ra, tôi biết cái WHO đó là AGG, tức là hiệp hội trường về tiêu hóa Hoa Kỳ đấy, năm 2017, mà hiện giờ nhiều bệnh viện người ta xài ha, nhiều bệnh viện của người ta xài, thì các bạn có thể tham khảo thêm trên cái này. Bắt đầu bốn thứ, cắt rút là bốn thứ, có bismuth là vậy ha, tiếp đồ mà có clarithromycin là vậy. Nhưng khi mà tỷ lệ kháng clarithromycin, đặc biệt ở Việt Nam này, nghe nói đến 40 đến 60% trong cái khoảng đó, chỉ cần 20% là chúng ta phải bỏ rồi, hoặc tiền căn có sử dụng clarithromycin để điều trị các bệnh tai mũi họng trước đó là chúng ta cũng phải bỏ rồi. Thì cái phác đồ tương tự này các bạn, để chúng ta sẽ đánh hai cái này xin tự là ở đây 5-7 ngày đầu mình quýnh bằng phác đồ này, 5-7 rồi sau quýnh cái này, hoặc là ta kèm với lại một cái thuốc để mà trị các cái đơn bào, các ký sinh trùng đơn bào các bạn, và cái thuốc này nó không có Việt Nam. Thì các bạn sẽ thấy là ở bên Mỹ rồi, nó sẽ có nhiều nước Nam Mỹ ấy, nó rất nhiều. Rồi, ta còn có thể dùng cái phác đồ lai, giống như xe hơi, chúng ta có xe hơi lai thì trong phác đồ của người ta có ý tưởng từ nhà sản xuất xe hay sao đây, ha, lai là giữa này, rồi sau đó này, chúng ta sẽ thấy không? Nhưng mà làm gì làm, vẫn xài cái nitro mà imidazole, đây là thuốc chúng ta không có được ở đây có, chúng ta phải coi lại này. Rồi rồi mà phát đồ ba thứ mà có level là chúng ta nhớ dùng, đây là chỉ cần uống một ngày một lần thôi. Rồi rồi phát đồ mà tương tự, tức là này chúng ta phát đồ tương tự của này mà ta chỉ thay là gì các bạn, thay bằng clarithromycin bằng cái thằng levofloxacin thôi.
Đây là phác đồ Laos nè. Các bạn sẽ thấy còn nhiều cái phác đồ. Đến giờ này, cái phác đồ của ACG-217 cũng còn đang còn mót ha. Đặc biệt ở ngay cái bệnh viện chúng tôi đang thực hành. Thì chúng tôi sẽ lấy đầu tay bằng bốn thứ này. Và là của bắt đầu từ của level triple là đầu tiên. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhào chọn đầu ha. Về theo dõi thì đối với lại một cái lát á, dạ dày nha, sau một cái đợt điều trị thì các bạn nên, chúng ta nên soi trở lại dạ dày nhằm mục đích để chúng ta chắc chắn rằng nó không phải là lát ác tính. Ý là vậy thôi, các bạn nhớ dùm cái này. Tức là chúng ta phải soi trở lại của lát dạ dày để chắc chắn cái này không phải là lát ác tính. Còn lát tá tràng thì không bao giờ có ác tính, cũng có ngoại trừ đó nha, nhưng mà cái đó hiếm lắm các bạn, 5-7 năm mới gặp được ca thôi. Tức là cái biểu hiện lét của leukemia nó nằm ở ngay, tức là ung thư hạch đó các bạn, nó nằm ngay đây, hiếm lắm mới có, cho nên ta quên đi. Về biến chứng thứ nhất là sức huyết tiêu hóa, tức là bệnh nhân có thể ói ra máu, ì ra máu ha, hoặc là xong kiếm hợp bích cả hai cùng lúc. Thì thường đây là lét ăn thua vị trí như thế nào để chúng ta sẽ có cái hướng xử trí thôi. Về nguyên tắc thì các bạn sẽ có biết cái cách rồi, đó là gì, là bồi hoàn thể tích tuần hoàn mắt, thứ hai cầm máu qua nội soi, cái số 3 đó là tiếp tục điều trị nguyên nhân gây ra chảy máu. Ở đây nguyên nhân đây là do lét, thì chúng ta tiếp tục điều trị lét thôi cho nó đủ thời gian ha. Và chúng ta nhớ dùng trong xuất huyết tiêu hóa thì nên dùng PPI dạng chích ha, thì lúc đó nó sẽ ức chế tiết cao hơn. Biến chứng thứ hai chúng ta thường gặp nữa, nó là cái thủng tràng rộng, là bệnh nhân đột nhiên đau bụng dữ dội ha, bụng gồng cứng như gỗ, chụp phim thì có free air, cái hơi tự do hay liềm hơi dưới vành. Thì này chúng ta thấy rồi, chúng ta chỉ có một đường bình duy nhất, nó là chúng ta phải phẫu thuật giá là ổ thủng nha. Rồi những cái người có nguy cơ cao quá đi phẫu thuật thì cũng có chiêu nha, cái chiêu này các bạn chắc chắn trong đời chúng ta sẽ gặp về được cái này ha. Thứ ba đó là hội chứng tắc nghẽn đường ra dạ dày. Thật ra cái thuật ngữ này là gì các bạn? Chính là hẹp môn vị thôi nha. Hẹp môn vị. Chúng ta sẽ thấy là ối, ối toàn là thức ăn cũ của trước đó, dài bạc cử nha. Rồi gầy ốm, tại vì suy dinh dưỡng mà. Khám thì sáng ra chúng ta sẽ thấy được dấu ốc ách trong ở bụng khi chúng ta chưa bước chân đến giường, thì là khám ngay tại giường chúng ta sẽ nghe thấy cái này. Và khi chụp chụp cái phim dạ dày có cản quang, ta thấy hình ảnh được tiết rơ ha. Rồi cái trường phái thứ tư đó là biến chứng về thâm nhập, penetration, tức là thủng mặt sau của dạ dày. Bản chất của này là thủng mặt sau của dạ dày thôi ha, nhưng mà nó sẽ đâm vô tụy, sẽ gây ra một cái viêm tụy cấp, một cái đau dữ dội ha, bụng gồng cứng như gỗ, men tụy tăng lên ha. Rồi và khi chụp CT có hình ảnh tổn thương này, cái kiểu có thể phù nề cũng có thể xuất huyết này các bạn ha. Rồi cái số 5, cái biến chứng nữa, tức là trị hoài nó không chịu hết, thì chúng ta coi chừng ha, ta coi chừng, ta nhớ lại hồi năm thứ ba trong cái bài bệnh học về của lét dạ dày, chúng ta sẽ thấy có một cái bảng nó khoảng vài chục cái nguyên nhân, mặc dù hiếm nhưng chúng ta phải coi chừng nó rơi vô cái này không. Tức là lét mà không do HP mà cũng không do NSAID, các bạn về lục lại cái bài cũ ha, lục lại cái bài cũ nó có nói đấy nha. Đây đây là cái câu thần chú là tôi nói, tức là bồi hoàn thể tích, cầm máu qua nội soi. Nội soi này nội soi dạ dày các bạn, hoặc là tiếp tục điều trị nguyên nhân bằng PPI loại 2.
Rồi. Rồi khi mà cầm máu như vậy, nội soi là làm cái gì? Cái đây các bạn sẽ thấy đây là cái đầu diệt ha. Hit the probe này. Người ta sẽ ngay cái ổ loét này, người ta không có chỗ này chảy máu, người ta không có đâm thẳng vô đây nha các bạn. Tại vì lý do có thể sẽ làm cho quá đà nó đi xuống là nó gây thủng đấy. Người ta sẽ đi làm xung quanh cái ổ loét để chi vậy? Để cho nó tạo thành cái mô, nó quỷ và nó chặn các cái mạch máu đi lại cái chỗ rác. Các bạn thấy không? Tức là ta sẽ làm quỷ đi cho xung quanh của nó để tạo ra một cái sẹo nó chặn ha, như là bích cái đường chảy máu nó lại. Chứ ta không được thấy đưa thẳng vô lét nha. Đưa thẳng vô lét là chúng ta hối hận ấy. Hối hận nha các bạn. Rồi, còn đây là khi chúng ta dùng kim chích. Thay vì cái đầu dò này là cái nhiệt, thì đây là một cái độ kim chích. Thì chích đây có thể là adrenaline, cũng có thể nước cắt, hoặc có thể thuốc sơ cơ, thì người ta cũng tương tự ha. Ta chích cạnh cổ lét, người ta cũng chích thẳng như đây. Để mục đích nó phù nề lên, phù nề cái mô, và nó chèn vô các mạch máu đang chảy máu, nó thắt cổ, không cho mạch máu tới nuôi đó. Đối với phụ tận tầng rộng ta tắc nghẽn nè, dạ dày ta cũng phải phẫu thuật, không có cách nào khác. Đây là các cái loại đối với ZU để thực hiện thì các ban phần này cỡ gì cũng biết. Còn đối với lại duodenal tức là của tá tràng thì ta có thể là cắt với mơ rồi tái tạo ha. Ta làm cái virus một ha, rồi hoặc là tái tạo thằng vị hoặc là vagotomy để cho dòng của thằng vị thôi. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta cái tốc độ mà tái phát trở lại ổ loét và sẽ biến chứng nó nhiều nhất là sao. Thì ta thấy là có sự đảo ngược, nếu mà để cho nó ít biến chứng hơn thì nó lại là, chúng ta thấy giống như virus 1, virus 2 khi chúng ta nè cắt đi cái hang vị ha, ta nói là ta làm cho virus 1 hoặc 2 thì chúng ta sẽ thấy gì loét miệng nói rất nhiều ha, thì biến chứng nó nhiều quá, ta sẽ chảy máu là ngay chỗ cái quay đến quay đi đó nhiều hơn. Còn đối với lại cắt cái vagotomy tức là dây 10 ở ngay cái vùng thân vị thôi thì tái phát loét lại rất là cao nhưng ít biến chứng. Ha. Chúng ta sẽ thấy bù qua bù lại thì nó cũng vậy thôi. Thì cái chọn này sẽ là cho cái phẫu thuật viên, chứ dân nội khoa chúng ta không có can thiệp được cái gì đây. Rồi về biến chứng của viêm tụy cấp chúng ta biết rồi ha, Lotin by mouth là không ăn gì hết, infusion chúng ta truyền dịch để duy trì cái lượng máu mắt ha, y bên lượng dịch mắt, hay là dùng để cái nhu cầu tối thiểu hàng ngày cộng nhu cầu tối thiểu hàng ngày cộng với lượng mắt. Để giảm đau, chúng ta có thể giảm đau từ thuốc giảm đau ngoại biên, ví dụ paracetamol, cho đến thần kinh trung ương cũng được ha, ví dụ như morphine. Nhưng lưu ý dùng khi sử dụng giảm đau này thì coi chừng các cái morphine á mà làm cho co thắt cái tâm vị, khi chúng ta mà co thắt của cái cơ vỏ đi á, sẽ làm cho nặng lên cái cơ chế bệnh sinh của viêm tụy, cho nên ta tránh dùng. Thì các kháng tiết các bạn có thể xài từ anticholinergic cho đến PPI và anti-H2, cái nào cũng được các bạn ha. Về phòng ngừa thì thật sự lét này làm gì có phòng ngừa ha? Prevention này chúng ta chỉ có là gì, khi sử dụng cái NSAID ấy thì chúng ta nên tạo phần tầng cái nguy cơ có thể bị ha, và mỗi cái vậy thì cái này chúng ta sẽ được học cao hơn ha. Chút xíu nữa chúng ta sẽ online nói về này. Thật ra chúng ta không có thể nào mà ngăn được ta bị HP, nhưng khi sử dụng thuốc NSAID chúng ta có thể phòng ngừa được nha. Chúng ta chút sẽ có cái slide nói về đó. Còn mà đối với lại HP
Thì đây là những cái mà ta cho phép mình tìm thường quy ha, tìm thường quy để tìm và diệt, nhưng cũng có rất nhiều cái người ta còn bàn cãi. Đây là tôi đưa lên cái bắt đầu này để cho các bạn ha, để có suy gẫm. Đến giờ này không ai thống nhất gì trên toàn thế giới đâu nha. Thì chúng ta sẽ coi coi ngay cái nơi chúng ta làm ha, được chỉ định như thế nào, thì đó là cách tốt nhất là chúng ta tuân thủ và tuân thủ theo cái quy định của nước sở tại hay là cơ quan sở tại của mình. Đây là phân tầng của những cái người này, vậy thì sẽ dễ dễ dẫn đến bị loét, và dễ dẫn đến bị loét vậy thì sẽ dễ dẫn đến các biến chứng trong đó xuất huyết tiêu hóa nhiều nhất. Cho nên chúng ta sẽ đi tầm soát cái này, ta sẽ ship vô nó là nguy cơ cao, nguy cơ vừa, nguy cơ thấp ha, để chúng ta có tiện được. Thường khi có nguy cơ cao thì chúng ta nên gì, là nên nên tiệt trừ HB trước, để ta loại trừ đi một cái mối lo ha, một mối lo. Tại chúng ta biết rằng khi mà sử dụng chống đông hàng loạt gì khác đấy thì có khả năng là gì, chúng ta sẽ xài các cái thuốc đó đều có khả năng gây loét hết, mà chúng ta loại bớt đi cái nguyên nhân gây cái nhóm nguyên nhân gây bệnh loét của dạ dày tá tràng nhiều nhất nó là HB á, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn ha. Tuy nhiên chúng ta cần phải có một cái nghiên cứu nào để tổng kết lại các bạn. Và đối với người của xài NZ đây thì ta thấy nếu mà nguy cơ thấp là sao, nguy cơ CV đây là cardiovascular đó nha các bạn, nguy cơ tim mạch thấp, nguy cơ tập cao ha. Thật ra tôi không có nhớ vậy đâu, tôi nhớ vì do cái piezo proton á nó bị tác dụng phụ nhiều quá, cho nên là cứ xài những cái này ha. Khi xài mà có NZ thì chúng ta chỉ nên kèm cái thằng PPI hết đi là xong ha, đỡ phải nhớ nhức đầu nha, đỡ nhức đầu nha, nhớ cái này để chúng ta nhớ những cái khác nó hay hơn. Rồi khi mà xài PPI lâu dài thì nó có tác dụng phụ gì không? Để xin thưa là có. Thì các bạn coi giùm, thì có những cái màu này, màu hồng với màu cam đây, chính là nó có quan hệ nhân quả ha, có quan hệ nhân quả. Còn cái màu vàng là bằng chứng nó thấp lắm nha, thấp thấp nhưng vẫn có. Và cái màu xanh lá cây này là gì, là bằng chứng không đủ ha, nhưng mà ta ghi nhận ha. Chúng ta biết là trong y khoa mình có nhiều khi chúng ta sẽ có cái gì các bạn, có thấy cái hiện tượng rồi sau đó chúng ta đi tìm cái bản chất, thì từ đó chúng ta mới hình thành nên cái lý thuyết hay là những cái khái niệm để cho chúng ta về vấn đề học thuật. Thì do đây cũng mới vừa mấy chục năm nay thôi, chúng ta chưa nắm rõ gì hết, cho nên có những cái chúng ta không có bằng chứng thì chúng ta vẫn để là không bằng chứng. Nó là màu xanh lá cây, insufficient evidence for causality ha. Còn những cái nào mà bằng chứng rõ ràng, tức là causal relationship, thì mình cứ đề vậy ha. Thật ra đây là những cái thuật ngữ mà qua tính toán thống kê người ta thống kê lại. Các bạn có thể đến khi các bạn ra trường hay các bạn đi làm vài năm sau, chắc cái này nó càng càng mở rộng ra thêm đấy ha. Cái cuối cùng đó là những cái cơ chế mà nếu mà dùng PPI gì thì cái do cái gì bằng cơ chế nào người ta đề nghị. Đây là các cái thuyết ha, được đề xuất, cơ chế đề xuất ra để chi vậy, để hy vọng rằng là chúng ta sẽ trong lúc mình điều trị chúng ta chú ý đến mấy cái này, để chúng ta đừng có kết hợp các cái thuốc để cho nó có tương tác thuốc nó ghê rợn hơn.
Bài tôi nay đến là đây là xong rồi, các bạn có câu hỏi gì không ạ? Em chỉ có cái triệu chứng của như vậy như là đau thượng vị đi, nhưng mà em